Xin chào cả nhà, đây là clip thứ hai của tuần này, ngày thứ hai ngày 19 tháng 9 ạ. Clip này thì có độ bonsai, kéo cắt tóc, độ bổ tuân, rồi một số móng dao, một số đồ nghề. Mã đầu tiên của clip này là X49, X49 800 cái máy cắt cưa, cắt cái máy cắt bằng hơi. Hàng này là khá mới ha, mới ạ. Cái lớp này là mới, còn cái phần này nó rỉ ha, còn cái này là nó gần như mới. Bên này thì Made in Japan, số series. Này em đã thử ha, gắn hơi vô rồi có kéo cái này xuống thì nó sẽ chạy ạ. Anh nào muốn mua cái này thì nếu mà quan tâm thì em sẽ gửi clip cho ha. Tại em test rồi, những cái này hàng này là em test thử hết rồi. Cái thông số của nó đây ạ. Thông số là 100 nhân 4 đến 6 nhân 15. Cái lưỡi này thì lưỡi hư rồi ha. Em bán cái máy thôi. Cái máy đó là 1,8 kg. Z50 cái keto 1,9 kg. Cái này nó có hai đầu kẹp, này có thể xoay được ạ. Nó có chỗ vặn này để xoay cái này rồi mình siết lại ạ. Còn ở dưới này thì cũng có cái bàn này, chắc nếu như mà nó còn mới thì chắc nó hít được. Cái này nó không hít được. Cái cao su này nó hư rồi nè. Này 1,2 triệu 1,9 kg. Cái lưỡi bên này á thì 16. Lưỡi bên này thì thước. Cái lưỡi này thì 6 xăng. Còn cái lưỡi bên này thì 3,5 xăng. Z51 cái cảo của xe ô tô 700 ạ. Này nặng ký 3. Thương hiệu nó đây ạ. Z52 một cái kẹp. Phần này là bằng đồng ạ. 250. Nặng 500 gram. Này vẫn chặt lại được nè. Cái kẹp mở cái này ra được ha. 250. Z53 cái đo hơi bánh xe 150 ạ, hai cái dài 11 xăng. Này của Toyota, này của hãng luôn ạ. Đo hơi thì nó sẽ chạy, đo hơi nó sẽ hiện luôn, nó chạy thông số, nó chạy số ký. Cái này của hãng 150 ạ. Z54 100 của Annette, Made in Japan. Cái để kẹp tu vít vặn ạ. Để kẹp cái mấy cái đầu tu vít vặn. Này vặn ra nó có hai đầu ạ. Cái này 100.
Giá 55 ạ, 80. Nó có hai đầu. Có cái chữ ở đây. Có chữ số seri 5AN. Này cũng đi qua 80. Giá 56. Cái súng hơi, cái Bressua của Match. Súng hơi em thử rồi ạ, xài ok, Made in Japan, cũng khá mới ạ. Giá 57. 80.000. Cái thước đo góc, cái thước đo stainless. Cái này nó hơi nặng. Ghét 58. Này 120 cm. Cái thước, cái cây dài ha. Ngày xưa nhớ cái thời hay có cái cây này, thích cái cây này lắm mà lấy cho mấy cái đài á. Kéo ra kéo vô ha. Cái này Japan. Ghét 59 ạ, 100. Cái này nó thiếu cái cục đá ha. Nó không có cục đá. 100.000 ạ. Cái để đánh lửa, đổ cồn đây rồi đánh lửa. Giá 60, cái này 160, mới hơn mà có đá. Cái này 160 ạ. Giá 61, 15.000. Cái này bán kèm đơn ha, em cũng không rõ nó làm gì, Made in Japan. Này vừa, cái nghề này vừa lúc nào cũng học á anh chị. Nó không biết nó làm gì, anh chị nào biết thì chỉ em ha. Giống như đút cái dây điện vô rồi kéo rồi tước. Mà cái này, cái mấy cái củ cây, cây mà ăn năng giống như miền Tây á mọi người, đẩy vô tước. Giá 61. Giá 62, 50.000. Hai cây gấp, cái hai cây cái nhíp, một cái nhíp mà kiểu mở quả hả, một cái nhíp gấp, hàng có thương hiệu ha, cái nhíp gấp như thế này, cái bên này nó hơi cong, bên này thì thẳng. Hai cái 50.000, còn cái này gấp kiểu mũi như thế này. Này chắc để nhặt lông yến. Em vẫn còn bán yến nha mọi người. Em bán yến quê Bình Định. Giá 63, 100.000. Cái này ba cái nhíp. Này dài 11 xăng. 100. Có một cái nhíp bằng, một cái nhíp nhọn và một cái nhíp xéo. Ba cái 100. Biết là bán lẻ thì mọi người sẽ dễ mua hơn, nhưng mà mấy cái này nó nhỏ quá, bán lẻ khó bán á. Bán lẻ món có món khó, món nó cũng ít tiền thì mọi người có ghép vô được, nhưng mà tại vì cứ nó thành nhiều mã quá khó. Cái bộ này Z 64 ba món 150. Cái này của Suisaku. Ghép dài, cái này dài tới nhiêu ta? Cái nhíp này dài tới 30 cm với một cái gấp nhỏ này. Chắc gấp thức ăn. Này của Sen Bức. Với một cái này nhổ rau, cái nhíp nhổ rau. Cái này 150 ba món.
giá 65 300. Lưỡi nó dài 7,5, ngang là 4,5, dày là 0,7 xăng. Cái dao chặt mini, cái số đây là gì ta, nặng 247 gram, 300.000 ạ. Cái này nó quấn cái dây, mà cái dây nó có vài chỗ bị đứt ha, vài chỗ bị sứt. Nó quấn cái dây, dao chặt nhỏ mini 300. Giá 66 ạ, 500. Cây dao này chắc dao phong thủy, cái vỏ bọc da ha. Vỏ bọc da, dao phong thủy. Có chữ chữ khắc mà nó khắc, em không biết nó khắc vui khắc gì, mà nhìn không biết phải chữ phần thì mình mù chữ nhật, mà lần đầu tiên thấy nó kiểu ngang ngang ô ô ấy, ten ten ten. Cái này bằng sừng ạ. Cái này giống như là cái mặt và cái đầu và cái mình người ha, cái biểu tượng đó. Cái mặt lúc buồn, phải không? Rồi cái mặt khác, rồi cái mặt khác, cái đầu, rồi cái mình người. Cái này bằng sừng ha, bằng sừng ạ. Cái vỏ này còn hơi bẩn đó mọi người. Cái này em mới lấy về, em chưa kịp rửa, nó vệ sinh sơ rồi, cái vỏ nó hơi bẩn xíu ha. Giá 66, 500. Cái này về giặt thêm cái vỏ da ha. Giá 67, 150. Này của Honjin, dao gấp, dao đi rừng, dài lưỡi là 8,5, rộng 2 xăng. Cái này bẻ xuống được ha. Những cái dòng này thì thép nó sẽ là thép carbon có rỉ, và khi mở ra nó hơi cứng, xài nó sẽ chắc ha. Nó chắc tay, 150 á. Giá 68, 100. Cái này lưỡi dài 7,5 xăng. Này của Gomi, có một cái nĩa, một cái đồ khui với một cái lưỡi dao, dòng thép không rỉ. 100. Giá 69, 120. Dài lưỡi là 9 xăng. Này của Piu, tên hãng dập chìm, dao bỏ túi, dao gọt trái cây, cũng khá dày khoảng ly ạ. Giá 71, 150. Cây này của Bill Skyline. Này có lưỡi thì nó có vài vết bị bám rỉ ha, vài vết bám rỉ. Cán thì chắc chắn Bill Line. 150 ạ, dài lưỡi là 10 xăng. Giá 71, 50.000. Dài lưỡi là 7 xăng. Dòng này là thép carbon ạ. Dao gấp bỏ túi đi rừng, đi đâu cũng được. Dép 72, 80.000. Ôi cây kiếm dễ thương vậy mà 80 ta. 80. Kiếm trưng bày phần này có rỉ nhẹ ha. Này của Toledo, 80. 800 không ta? 80 ạ. cái kiếm dễ thương. Giá 73, 200. Strainless. Cái phần này là bằng sừng. Bộ tuân có 4 món, có dây để đeo móc khóa, dòng thép không rỉ. Giá 74, 500. Cái khâu của nó bằng bạc ạ mọi người, cái khâu màu của nó bằng bạc. Còn cái phần này là bằng sừng. Viền này là bằng đồng. Viền là bằng đồng. Này của Vestop, Envet Vestop, phần lưỡi ha. Này gỡ xuống nó hơi nặng tay một xíu. Đồ khui, bên này đồ khui. Đồ khui nhỏ, chủ yếu cái phần lưỡi chứ cái sừng bằng bạc. 500 bộ này ạ. Giá 75, 250. Bộ này của Wenger, bộ đồ nghề của Wenger, một lưỡi
cái tua vít, một cái kính lúp, cái cưa, cái kéo cắt, rồi cái tùm lum món á, này đồ khui, cái kính lúp nữa, cái này 250, giá 76, cái này 80 ạ. Cái kéo của cái bộ này bị hư, còn cái lưỡi dao với đồ khui, cái kéo nó bị hỏng ạ, 80, giá 97, giá 77, 320. Này của Victorinox, có một lưỡi và 4-5 món đồ ạ, 5 món đồ nghề. Giá 78, cây dao chặt. Dao chặt này dán công 480.000 ạ. Dài lưỡi là 18, rộng 5, dài 0,7. Tên hãng dập chìm. Phần này nó hơi bị bám rỉ xíu ha. Dòng này dòng thép carbon. Dao chặt 2 lớp, thép carbon cán gỗ. Giá 79, 800, tên hãng khắc thủ công. Dao bản lớn, dao chặt. Dài lưỡi 18,5, rộng 6,5, dày của nó là 0,9 cm, gần 1 cm, khá là dày, nặng 635 g. Tay cầm gỗ. Giá 80, cây dao chặt nhỏ, có vỏ, có hộp, 400. Cây này không có logo. Dao chặt một mặt, cái phần tay cầm của nó thế này ạ. Dài lưỡi là 13, rộng 6,5, dài 0,5 cm. Dài này là 0,7 cm, 0,005 đâu. Nặng 480 g ạ. Khá là dày, đầm tay. Dao này có thể dùng chặt xương, dùng gia đình luôn ạ. Nó không chỉ là để chặt gỗ ha. Giá 81, cây này 260, của AMS, con cá sấu ạ. Cái cưa con cá sấu, dòng cưa ít gặp hơn Silky. Silky thì hay gặp, lưỡi khá là mới. Cán của nó là bọc bằng cao su Made in Japan, Goketsu. Giá 82 của Silky, 208. Cái này lưỡi lưỡi của nó 21, cái kia lưỡi 24 ha, Silky. Cây 81 là lưỡi 24, cây 82 này lưỡi 21. 208 ạ. Giá 83, cây dũa gỗ 200. Lưỡi của nó là dài 23 cm. Dũa gỗ, bào gỗ. Này của Shinto, Made in Japan. Tay cầm gỗ. Giá 84, 150. Dài 47 cm, hết hồn. Cái này để gấp, kẹp vào gấp. Của Ethicon, 150. 150 nè, cái gấp này có thể làm gấp ống nước, rồi đồ nhét vào ống nước, hoặc là một số. Cái này là em xài thì em suy nghĩ tới cái ống nước, ống cống rồi ha. Tóc đồ nó hay bị nghẹt á. Còn với bên đồ nghề thì gấp gấp đồ trong xe, trong mấy cái ống xe rồi hay kẹp hay gì đó. Nói chung là nhiều công dụng. Nó dài 47 cm ạ. Giá 85. Dài 28, nặng 560 g. Của Luster Japan. Sao không thể nhớ được cái cờ lê hay mở lớp ta. Cái miệng này khá là rộng. Cái kìm, cái này là gọi là kìm chết. Không phải. Trời ơi, em khổ ghê thiệt. Dài 7 cm. Này hàng mới hình như nó khá là đắt, của Luster. Cái
cái nước nước si của nó cũng khá là mới. Dép 86 180, dài 20 cm, cũng của Luster, cái này khá là mới. Cái ngàm của nó tầm 4 cm. Dép 87 100, dài 15,5 cm. Cái này của Top 100. Cái ngàm của nó tầm 3 cm. Dép 88 220, dài 16 cm. Cái này nước si cũng còn khá mới ạ. Sapan răng cỏ còn rất là ngon ha. Phần lưỡi của nó là 4,5 cm, như con cá sấu luôn. Này mới gọi là kìm chết đúng không? Này mới gọi là kìm chết cái kia cùng lê. Z 90 của Z 88, Z 89. Z 89 một cái bấm lỗ. Bấm này thì bấm giấy thôi, không bấm da được. Bấm giấy ha. Giấy dày xíu. Miệng to. Cái này 50.000, bán kèm đơn ạ. Cái này bấm để đóng tập rồi ạ. Cái này nó cũng hơi nặng tay. Z90, nay tay dơ rồi. Tay dơ cầm cái này nó sợ dơ. Này là bọc ở ngoài là kiểu như da, dây da. Dài là 15, ngang là 7,5. Nó dành cho X với XS. iPhone của Pantone. Cái này về vệ sinh thêm nó sạch sẽ hơn ha. Ở trong thì có chỗ để đựng ví dụ như thẻ xe, điện tiền, rồi cái gì, thẻ Visa rồi đó. Có dây đeo. Này em bán 80.000. 91 ạ. Giá 91 cây dũa mài 150, lưỡi của nó là 10 cm. Giá 92 80.000. Cái hộp này của cái viết chấm mực, cái viết để chấm ghi. Hai cái ngòi. Cái ngòi viết đây ạ. À. Trong cái ngòi viết có dập chữ ha. Của cái gì? Ninco. Ninco cái để chấm ngòi viết. Nó có ba cái lưỡi. Ba cái lưỡi để viết. Hộp này 80.000. Viết ký tên. Giá 93. Giá 93 400, dài 20 cm. Kéo cắt cành. Ốc đồng ha. Ốc đồng. Cái này ốc đồng sao nó vẫn không siết chặt. Cắt giấy ok. Hạ miệng của nó là 6 cm ạ. Giá 94 380, dài 20 cm, thương hiệu dập chìm. Cây này cũng còn khá mới nên cái phần lưỡi trong không có tháo ra mài ha, em đánh ở ngoài thôi, phần lưỡi trong không tháo ra mài, kéo khá mới. Phần lưỡi trong nó hay bị bám rỉ á. Hai miệng là 5 cm, 380. Giá 95 96. Giá 95 vân búa, dao chiếc cành, dài lưỡi là 12 cm, 250. Tên hãng dập chìm ở phía sau hơi mờ xíu, còn tem khá mới ha. Hai lớp thép carbon với cái giá 96. Cây này thép giấy xanh nha anh chị, thép giấy xanh 300. Dao chiếc cành khá là bén á. Dài của nó là 18 cm. Tổng dài là 18 cm. Giá 97 100. Cái dao cạo râu. Dao cạo râu có cái lưỡi. Cái này có kèm cái lưỡi.
kèm cái lưỡi, hoặc là mình mua cái lưỡi dao vào cũng được. Cái này 100 thôi ạ. Cái ơi, cái này không được bén lắm, cái lưỡi này chưa được bén lắm. 100. Cái này cái gì có thể thay lưỡi lam kẹp vào được ạ. 98. Cây kéo của Taylor, Taylor Bayer Stainless. Cái cắt tóc. Kéo cắt tóc. Cây nhỏ này có không được. Cây nhỏ chưa kiểm tra. Giá 99. Cây này 80, dài 12,5 xăng. Hình bông hoa của Sintos. Cắt khá bén á. Giá 100. 250 ạ. Dài 14 xăng của Navi. Z101. 208. Kéo khá đẹp ạ. Của C3. Của gì C3 C3 C-Land gì đấy. Thương hiệu đây ha. Cái này mũi khỏe nè. Cái này ạ. Giá 102, 100. Kéo của cài, dài 16 xăng. Cài kết, cài. Giá 103, 102. Dài 18 xăng. Cái này thương hiệu của nó đây ha, thương hiệu tên tiếng Nhật. Kéo khá dài. Cũng khá bén á. Trăm hai. Giá 104, 150. Dài 15,5 xăng. Cây này không có logo. Cắt khoảng lớp mỏng mỏng thôi, dày là cắt không ngon. Trăm rưỡi. Giáp 105, 250. Thương hiệu nó đây ạ. Cái hiệu chữ M, dao khá là mới, kéo khá là mới. Cái này có thể, cái này 250 chứ. Số 2 nha mọi người. Đúng rồi. Cái số 2 nó giống số 1 quá, cứ tranh luận vài. 250. Cái này nó có chấm giảm ồn và có thể cắt hai tay. Kéo cắt ngon ạ. Giáp 106, 80.000, dài 17 xăng. Thương hiệu giặt chìm.
Dép 107 100.000. Dài 17 xăng của gì ta, Green Bell. Nó hơi xích sao nó kêu quá trời kêu. Hình như cảm giác giống như phần mũi nó không được được đứt tóc lắm. Phần trong này thì đứt ngon. Hơi bị gãy tóc cái này, hơi gãy tóc. Anh chị nào biết mài cái dòng này thì lấy ha. Biết mài, biết sửa cái dòng này thì lấy. 100.000 ạ. Giáp 108 này của Kai, cái này cũng 100. Dài 15 xăng. Này chắc phải làm thưa tóc ra nó mới cắt ngon. Tay em cầm kéo được. Cái cũng ổn ha. Dép 109, cái này cũng của Kai, 100.000. Mấy cây này nếu mà rành về mài thêm, sửa thêm ha anh chị. Để cho em thấy nó này, cây này bén ngon hơn nè. Cuối cùng là dép 110. Cái đồ đun cà phê, đồ pha cà phê 400 của Mocha Made in Italy. Cái này nó hơi bị cũ xíu, nó bị cũ xíu ha. Vẫn còn xài tốt. Ở phía trong của nó nè, khá là mới. Gì Mena, gì Omena ABC Made in Italy. Cái này em thử rồi ha. Tại cái hàng này anh chị nó chưa qua sử dụng nhiều, nhưng mà nó bị để lâu á. Cái ron này nó bị hư. Cái ron này là cái ron em mua thay thế ha. Mà em thử rồi, em test rồi thì nó không có bị nó vẫn trào cà phê ra đây, mà nó không bị chảy nước phun này ha. Ron là vừa của nó luôn. Này. Ron là ron mua ngoài. Còn cái hàng này là hàng của Ý. Phễu này đựng pha được một ly cà phê, một ly, một khoảng 1 ly 2 ly. Tại pha cái này đó, đun áp suất lên đó, thì cà phê khá là đậm. Này không nấu được bếp từ, nấu bếp ga, bếp hồng ngoại. Còn trong lòng nó có bể hơi, nó hơi ten xíu ha. Cái này chất liệu của nó hình như là bằng nhôm á mọi người, bằng nhôm. Nó dùng áp suất nó đẩy cà phê lên. Cái này nó lọc cà phê. Xong rồi nó đẩy cái áp suất nước ở dưới này, nó đẩy để nó trào cái nước lên. Cái nó tràn cái nước cà phê mình ra đây. Cái này 400. Rồi. Video đến đây là kết thúc ạ. Anh chị cho em một like. Anh chị cho em một like với một lượt đăng ký để ủng hộ em ha. Em cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.